Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí quyết thành công. Thời gian qua, Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy là cái tên gây bão trên mạng xã hội sau đêm gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng ACB diễn ra vào tối ngày 4 tháng 6 năm 2023. Màn trình diễn tự đàn piano, tự hát và nhảy dưới mưa cùng gian vũ công đã phủ sóng khắp mạng xã hội, từ Facebook đến TikTok. Theo thống kê của UNES Social Trend, màn trình diễn này của Chủ tịch Hùng Huy đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng chủ đề âm nhạc hot nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ trước, tính tới 13 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2023. Thông qua sự việc trên, dân mạng đã có dịp khai thác thông tin về vị chủ tịch khá kính tiếng này. Càng tìm hiểu thì người ta lại càng ngưỡng mộ trước một vị lãnh đạo ngân hàng trẻ tuổi, vừa giàu có lại vừa giỏi giang này. Ông có thể lãnh đạo dẫn dắt ACB vượt qua khủng hoảng và lấy lại danh tiếng sau vụ lùm xùm của Bầu Kiên cách đây hơn 10 năm. Mời bạn cùng tìm hiểu chi tiết hơn về vị chủ tịch trẻ nhất Việt Nam này nhé. Tiểu sử của Chủ tịch ACB Bank Trần Hùng Huy. Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai cả ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ngân hàng ACB. Mẹ ông, bà Đặng Thu Thủy, cũng là thành viên hội đồng quản trị ACB. Là con nhà nòi, ông Trần Hùng Huy luôn được gia đình tạo điều kiện tốt nhất để phát triển về tri thức. Sau khi hoàn thành chương trình học trong nước, ông sang Mỹ du học. Tại đây, ông theo học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman và tốt nghiệp vào năm 2002. Chưa dừng lại, ông tiếp tục học lên tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate. Năm 2011, ông thành công bảo vệ luận án. Trong cuộc phỏng vấn với báo Trí Thức Trẻ, ông Huy cho biết, khi còn nhỏ, Huy thấy ba má luôn học thêm kiến thức mới, như má học thêm tiếng Anh từ thời xưa khi còn chưa phổ biến ở Việt Nam. Ở nhà, ba giờ đã hơn 65 tuổi mà vẫn tiếp tục tìm tòi, học hỏi thêm nhiều thứ, nên thói quen cần phải học thêm gì đó ngấm vào mình từ nhỏ. Người ta thường nghĩ, người sinh ra đã ở vạch đích thì phải cố gắng vượt sướng, nhưng lại ít nghĩ đến việc họ được nuôi dưỡng trong môi trường cần học hỏi, nỗ lực một cách bẩm sinh. Ông Huy chia sẻ, với truyền thống học tập ở gia đình thì việc đi Mỹ học rồi lấy bằng MBA được coi như là mức trung bình cần phải đạt được. Tốt nghiệp MBA Đại học Chapman, Mỹ về nước, ông Huy tự nộp đơn thi tuyển làm nhân viên bán hàng ở ACB mà không nói với cha hay mẹ. Chỉ đến khi trúng tuyển vào ACB làm thì Huy mới thông báo. Làm ở ACB 3 năm, ông Huy quay trở lại Mỹ theo học tiến sĩ với lý do lúc đó mình vẫn là nhân viên cấp thấp, chưa có áp lực nhiều nên thích học thêm. Việc tiếp xúc với nhiều vị trí công việc trong ngân hàng giúp Trần Hùng Huy nhanh chóng nắm bắt được những vấn đề cốt lõi trong ngành này. Kết hợp với vốn kiến thức đã tích lũy, ông luôn mang đến những giải pháp phù hợp và an toàn nhất cho ACB. Tại mỗi vị trí, ông đều thể hiện được năng lực chuyên môn và vốn kiến thức sâu rộng của mình. Quá trình hoạt động của ông Huy. Năm 2002 là chuyên viên nghiên cứu thị trường tài chính tại ACB. Đến năm 2004 là giám đốc marketing tại ACB Bank. Đến năm 2008 là thành viên hội đồng quản trị ACB Bank. Đến năm 2010 giữ chức vụ phó tổng giám đốc ACB Bank. Từ năm 2012 đến hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị ACB Bank. Ngoài ACB, ông Trần Hùng Huy cũng có vai trò chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp khác như công ty chứng khoán ACB, ACBS, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ACB, ACBA, công ty cho thuê tài chính ACB, ACBL, công ty cổ phần đầu tư thương mại Giang Sen, công ty cổ phần đầu tư thương mại Vân Môn, công ty cổ phần đầu tư thương mại Bách Thanh. Chuyện kế nghiệp ở ACB. Trong số các ngân hàng cổ phần tại Việt Nam, ông Trần Hùng Huy cũng là người đầu tiên kế nghiệp cha mình. Ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, để trở thành vị chủ tịch hội đồng quản trị kế tiếp của ACB. Thế nhưng, chuyện kế nghiệp của ông Huy thì không giống kiểu cha truyền con nối như mọi người vẫn nghĩ. Trên thực tế, trước khi về nước và vào ACB làm việc, ông Trần Hùng Huy không nghĩ có ngày mình sẽ ngồi vào chiếc ghế đó. Dù cha là người sáng lập, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng. Lý do rất đơn giản, ACB là một công ty niêm yết với hàng chục nghìn cổ đông. Việc trở thành người đứng đầu hội đồng quản trị của ngân hàng cổ phần số 1 Việt Nam lúc đó, với hàng loạt các thành viên gạo cội trong giới tài chính, cả trong nước và nước ngoài,
thì không thể chỉ là con của người sáng lập. Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì. Năm 2012, khi ACB xảy ra sự cố bầu kiên, ghế chủ tịch của ngân hàng này bị bỏ trống và dường như không có ai muốn nhận. Thời điểm đó, hàng loạt thành viên hội đồng quản trị ACB phải từ nhiệm. Một vị thành viên hội đồng quản trị độc lập khi được đề nghị trở thành tân chủ tịch đã từ chối. Trong bối cảnh đó, Trần Hùng Huy, con trai cả của nhà sáng lập Trần Mộng Hùng, đang giữ vị trí phó tổng giám đốc ACB mới 34 tuổi, được đưa lên vị trí cao nhất. Sau này, ông Huy tâm sự là làm chủ tịch mà chưa được chuẩn bị gì cả. Vào thời điểm đó, dù không được chuẩn bị, nhưng ông Huy đứng giữa hai lựa chọn. Một là đón nhận một thách thức, dù không biết mình có đủ sức hay không. Hai là đứng qua một bên. Và ông Huy đã đón nhận thách thức với cả niềm tự hào xen lẫn lo lắng. Khi ông Huy lên làm chủ tịch hội đồng quản trị ACB, rất nhiều người nghĩ đó là một sự lựa chọn tạm thời khi ngân hàng này đang khủng hoảng và không ai muốn ngồi vào ghế nóng. Thế nhưng, sau đó 6 tháng, lần đại hội cổ đông kế tiếp của năm 2013 và những kỳ họp tiếp theo, ông Huy vẫn tiếp tục ngồi ghế nóng. Có lẽ những kết quả kinh doanh ở ACB là lý do để cổ đông và các thành viên hội đồng quản trị tiếp tục lựa chọn vị chủ tịch tuổi ngựa sinh năm 1978 ngồi yên chiến mã. Cho tới năm 2017 đến 2018, ACB có 2 năm liên tiếp có kết quả kinh doanh nhảy vọt. Lợi nhuận năm 2018 của ngân hàng này là gần 6.400 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2017. Dù đã trích tới gần 1.000 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng, năm 2017, lợi nhuận của ACB cũng đã tăng gần 1,6 lần so với năm 2016. Và một điểm đáng lưu ý khác, tỷ lệ nợ xấu của ACB cũng ở mức thấp nhất toàn hệ thống ngân hàng trong nước, chỉ 0,69% vào cuối năm 2018. Trả lời câu hỏi, nếu có người nói ACB là của gia đình ông Hùng, ông Huy mới có chức chủ tịch hội đồng quản trị, thì anh nghĩ gì? Ông Trần Hùng Huy chia sẻ, đầu tiên đó là sự tự hào. Ba là người sáng lập ACB, có ba thì mình mới có cơ hội lớn như vậy. Nhưng các việc sau đó thì mình phải tự mình làm, chứ không có ai làm thay được. Mình phải làm được gì cho ngân hàng thì các cổ đông mới cho mình làm tiếp chứ. Còn ACB vốn là một gia đình lớn cho mọi thành viên, chứ không chỉ là gia đình của ông Hùng và ông Huy. Chặng đường đưa ACB vượt qua khủng hoảng của Trần Hùng Huy. Dù tiếp quản ngân hàng trong lúc khủng hoảng, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Ông Trần Hùng Huy đã cùng các cộng sự và sự cố vấn của người cha từng bước đưa ACB Bank thoát khỏi khủng hoảng chỉ với 6 tháng ngắn ngủi. Ngoài giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, anh còn đảm nhận nhiều vai trò khác như phó chủ nhiệm ủy ban quản lý rủi ro, chủ nhiệm ủy ban nhân sự, thành viên của ủy ban chiến lược. Từ năm 2017 đến năm 2018, ngân hàng ACB liên tiếp có được hiệu quả kinh doanh nhảy vọt. Năm 2018, lợi nhuận của ngân hàng đạt gần 6.400 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2017. Năm 2017, doanh thu của ngân hàng này cũng tăng 1,6 so với năm trước đó. Không những thế, ACB còn có tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất toàn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam năm 2018, 0,69%. Sau những lần đại hội cổ đông, ông Huy vẫn tiếp tục giữ vị trí ghế nóng. Nhưng kết quả kinh doanh tích cực của ACB là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực lãnh đạo của vị chủ tịch trẻ tuổi này. Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho ngân hàng ACB, mã cổ phiếu ACB, với số lượng niêm yết hơn 2,16 tỷ đơn vị. Theo công ty chứng khoán Rồng Việt, ACB là một trong số ít ngân hàng sẽ ít bị ảnh hưởng nhất bởi xu hướng đi xuống của lĩnh vực bất động sản và các điều kiện kinh tế vĩ mô khắc nghiệt. Do đó, mức độ ảnh hưởng từ lĩnh vực này thấp và đây cũng là cách tiếp cận thận trọng của ACB trong nhiều năm qua. Cụ thể, tính đến cuối quý 1 năm 2023, tài sản sinh lời của ACB chỉ tăng 0,5% so với đầu năm. Trong đó cho vay ngân hàng tăng 10% so với đầu năm và dư nợ trái phiếu chính phủ tăng 49% so với đầu năm. Tuy nhiên, cho vay khách hàng giảm 1% so với đầu năm, chiếm 69% cơ cấu tài sản sinh lời, năm 2022 chiếm 70%. Đặc biệt, khi trường trái phiếu doanh nghiệp trở nên nóng bỏng trong thời gian vừa qua, thì ACB lại là ngân hàng hiếm hoi nói không với loại tài sản này. Trong danh mục tài sản của ACB
không bao gồm trái phiếu doanh nghiệp. Mặt khác, tỷ trọng cho vay bất động sản của ACB chủ yếu đến từ cho vay mua nhà, khoảng 22% vào cuối năm 2022, chứ không tập trung nhiều vào các doanh nghiệp bất động sản. Cụ thể, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, cho vay cá nhân mua nhà và cho vay nhà phát triển bất động sản của ACB lần lượt là 81.000 tỷ đồng và 18.000 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2023, tổng tài sản của ACB đạt 611.224 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 411.289 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được khống chế dưới 1%. Về nguồn vốn, cuối quý 1 năm 2023, ACB có 422.755 tỷ đồng tiền gửi vào khách hàng, tăng 2,1% so với đầu năm. Theo dự báo từ công ty chứng khoán VN Direct, lợi nhuận ròng của ACB sẽ tăng trưởng 14% trên 15% so với cùng kỳ trong năm 2023 đến năm 2024, tăng trưởng kép từ năm 2020 đến năm 2022 là 33,5%. Với khả năng sinh lời cao và bản cân đối kế toán lành mạnh, VN Direct cho rằng ACB vẫn là cổ phiếu tiềm năng để tích lũy cho mục tiêu tăng trưởng cao và sinh lời bền vững trong dài hạn. Đầu tháng 6 năm 2023, ACB còn công bố hàng loạt sự đổi mới trong các mô hình kinh doanh và công nghệ với quyết tâm đẩy mạnh tăng trưởng, tạo ra bước ngoặt mới cho ACB. Khối tài sản đáng mơ ước của vị CEO trẻ Hùng Huy. Trần Hùng Huy, chủ tịch ACB, là người lãnh đạo của một ngân hàng lớn nên có lẽ khối tài sản của vị doanh nhân này không hề nhỏ. Hiện tại, ông đang sở hữu 56,97 triệu cổ phiếu, chiếm đến 3,43%, có giá trị là 1.344 tỷ đồng. Theo thống kê ở thời điểm hiện tại, ông Huy nằm trong top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay. Cổ phiếu ở ACB có biến động nhưng vẫn chưa có thông tin về việc Trần Hùng Huy có ý định mua thêm hay bán bớt. Vừa qua, ACB đã tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 2 tháng 6 để chia cổ tức với tổng tỷ lệ 25%. Trong đó, ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%. Mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng và cổ tức bằng cổ phiếu là 15%. Sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Với lượng lớn cổ phiếu nắm giữ, Chủ tịch Trần Hùng Huy sẽ được phân phối số tiền mặt lên tới hơn 115,7 tỷ đồng cùng với gần 17,4 triệu cổ phiếu mới. Sau khi chia cổ tức, tổng lượng cổ phiếu ACB do ông Trần Hùng Huy sở hữu sẽ tăng lên hơn 133 triệu đơn vị. Ước tính theo mức giá đóng cửa ngày 6 tháng 6, số cổ phiếu ACB do Chủ tịch Trần Hùng Huy nắm giữ có giá trị hơn 2.900 tỷ đồng. Theo dữ liệu của chúng tôi, với khối tài sản này, ông Trần Hùng Huy đang là người giàu thứ 40 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bạn thân mến, qua những thông tin trên, chúng ta thấy tuy Chủ tịch Trần Hùng Huy là một rich kid, sinh ra ở Vạch Đích nhưng ông không vì thế mà ỷ lại. Ngược lại, ông đã tận dụng lợi thế này để góp phần giúp ngân hàng ACB vượt qua khủng hoảng, lấy lại danh tiếng và phát triển vững mạnh trở lại. Chúc cho vị chủ tịch trẻ tuổi này sẽ mang đến cho ACB nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực, giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.